Global Beauty, một chuyên trang sắc đẹp quốc tế thu hút đông đảo thành viên tham gia, đã công bố danh sách 50 mỹ nhân đẹp nhất thế giới trong năm 2015. Trong đó, Lan Khuê, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới năm 2015, là người đẹp duy nhất lọt vào danh sách này. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2015, Lan Khuê không chỉ lọt vào top 11 Trung cuộc mà còn được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho vương miện. Ngoài vẻ đẹp cuốn hút, khả năng cắt work, ấn tượng, dự án từ thiện mang tên là Trung tay cùng quê của cô cũng đặc biệt được chú ý. Để có được danh hiệu này, các chuyên gia sắc đẹp sẽ tiến hành chấm điểm tất cả thí sinh lọt vào vòng bán kết của 4 cuộc thi lớn Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Các quốc gia có số lượng thí sinh đông nhất cùng cạnh tranh giải thưởng này là Australia, Brazil và cường quốc sắc đẹp Philippines, đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Pia Alonso Utbach và đương kim Hoa hậu Thế giới Miria, La Laguna đều có mặt trong danh sách này.